Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước Anh sẽ mở lại hàng loạt các hoạt động như là quán bar, các nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, các câu lạc bộ từ ngày 4 tháng 7 tới đây. Với quyết định này, cuộc sống của người dân Anh gần như quay trở lại bình thường như giai đoạn trước khi phong tỏa toàn quốc. Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, nước Anh cần phải sớm quay trở lại cuộc sống như trước đây trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 tại nước này đã bắt đầu suy giảm, đồng thời sự chịu đựng của người dân Anh cũng bắt đầu đi đến giới hạn. Tôi thực sự nghĩ rằng mọi người cần phải ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người cần được tận hưởng và khám phá lại những điều mà đã rất lâu họ chưa được làm. Tôi muốn nhìn thấy sự sôi động và các hoạt động, nhưng cần phải tuyệt đối rõ ràng rằng tôi cũng muốn người dân Anh hết sức thận trọng, luôn cảnh giác và tuân theo các chỉ dẫn. Dù quyết định gỡ bỏ hầu hết các lệnh phong tỏa, nhưng chính phủ Anh vẫn giữ nguyên quy định cách ly 14 ngày với các hành khách nhập cảnh vào Anh trong thời gian tới. Tuy nhiên, không ít nhà khoa học Anh vẫn lên tiếng rằng việc chính phủ Anh gỡ bỏ hầu hết phong tỏa từ ngày 4 tháng 7 là quá sớm, có thể khiến dịch bùng phát trở lại. So với các nước khác tại châu Âu, Anh là nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất. Trên thực tế, nỗi lo của giới khoa học Anh là hoàn toàn có cơ sở, bởi tại một quốc gia châu Âu khác là Đức, nguy cơ về làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai đã hiện hữu. Chính quyền bang Bắc Rhine-Westphalia của nước này ngày 23 tháng 6 đã ra quyết định mở rộng lệnh phong tỏa ra toàn bộ một địa phương có dân số gần 350.000 người của bang này. Quyết định tái phong tỏa được đưa ra sau khi một ổ dịch lớn bùng phát từ một nhà máy chế biến thịt trong vùng, khiến ít nhất 1.500 công nhân làm việc trong nhà máy nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuần trước, chính quyền bang đã phải thực hiện cách ly hơn 7.000 người có liên quan khác để tiến hành xét nghiệm và điều tra dịch tễ. Không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua đường tiêu hóa, qua việc ăn uống, gồm cả ăn hải sản. Tuyên bố được Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc đưa ra ngày hôm qua, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về tính an toàn của rau và thực phẩm tươi sống tại các chợ. Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, các nghiên cứu cho thấy những đường chính để virus SARS-CoV-2 lây nhiễm vẫn là các giọt bắn ở khoảng cách gần và tiếp xúc gián tiếp. Theo đó, thì để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia của tổ chức này khuyến cáo người dân cần chú ý vệ sinh và an toàn thực phẩm khi chế biến, nấu nướng và ăn uống hàng ngày, rửa tay trước và sau khi chạm vào thực phẩm, sử dụng thớt riêng biệt, nấu chín thực phẩm, ăn trái cây đã được gọt vỏ và khử trùng dụng cụ nhà bếp. Chỉ vài ngày sau khi lệnh phong tỏa chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kết thúc và các hạn chế đi lại được dỡ bỏ, người dân châu Âu lại phải đối mặt với một mối lo mới, đó chính là tình trạng nắng nóng. Nhiều người vẫn phải ở trong nhà để tránh đợt nắng nóng lên đến 40 độ C ở khu vực vốn quen với khí hậu mát lạnh này. Tại một số nơi, nhiệt độ thậm chí lên tới 41 độ C như vùng Seville ở Nam Tây Ban Nha, nơi mọi người đã tìm cách hạ hỏa dưới các vòi phun nước hoặc đầm mình xuống sông vào buổi sáng. Đến ngày 23 tháng 6, có 9 vùng nằm trong cảnh báo cao độ về nắng nóng. Cơ quan dự báo khí tượng của Tây Ban Nha dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6 tới. Nhiều người dân chưa kịp vui mừng vì lệnh phong tỏa được dỡ bỏ đã cảm thấy mệt mỏi với hình thái thời tiết khó chịu. Tôi rất mừng vì giờ mọi người đã được ra ngoài, nhưng tôi cũng cảm thấy khá khó chịu vì hôm nay có vẻ nóng hơn hôm qua, dù trời có mây. Pháp cũng đang trải qua đợt nóng đầu tiên với nhiệt độ trên 30 độ C từ ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, Anh đang phải đối mặt với tình trạng khách du lịch đổ xô ra các bãi biển. Ngay cả những nước Bắc Âu cũng phải sống chung với cái nóng trên 30 độ C trong tuần này. Cơ quan dự báo khí tượng của Thụy Điển cho biết những ngày nắng nóng nhất sẽ là 24 và 25 tháng 6. Thủ đô Moscow của Nga đã dỡ bỏ chế độ tự cách ly gần 2 tuần nay. Trong những ngày qua, các cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, quán cà phê đã hoạt động trở lại. Người dân Moscow đã trở lại với công việc và cuộc sống của mình, nhưng tất nhiên không còn giống với trước thời điểm đại dịch COVID-19 khi mỗi ngày tại thành phố này có hơn 1.000 ca nhiễm mới. Trung tâm Moscow đã trở nên đông đúc, mọi người tự do đi lại mua sắm, vui chơi. Có thể nói người dân Moscow đã trở lại với cuộc sống bình thường. Người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay người sử dụng khẩu trang trên phố giữa những cư dân đang háo hức tận hưởng tự do sau hơn 2 tháng phải cách ly vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cố gắng giữ khoảng cách an toàn khi COVID-19 vẫn còn nguy cơ và cuộc chiến chống đại dịch ở Moscow vẫn chưa kết thúc. Hẳn cũng có lúc người dân không còn nhớ đến nỗi lo sợ lây nhiễm dịch bệnh trong những ngày vừa qua. Nhiều nhà hàng, quán cà phê trên phố, nơi có không gian mở, lại trở thành điểm hẹn của những người bạn lâu ngày không gặp mặt.
Nói chuyện điện thoại qua Skype không thể thú vị như khi gặp gỡ và ngồi cùng nhau như thế này, rồi không cần mất thời gian phải nấu nướng để có thể ngồi đây, chúng tôi rất vui. Tôi thấy thoải mái trong một ngày nắng đẹp như thế này. Chúng tôi đã mong chờ điều này từ lâu. Giờ có thể ngồi đây và thưởng thức các món ăn. Cũng có thể nhiều người cho rằng mọi hạn chế dỡ bỏ là hơi sớm, nhưng tôi nghĩ rằng rồi sẽ ổn thôi. Trong những khu trung tâm thương mại, mọi quy định được thực hiện nghiêm túc hơn. Ở một số nơi, buồng khử khuẩn tự động được lắp đặt ở ngay lối ra vào, hoặc tối thiểu là có nhân viên giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang và găng tay của khách. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đã hoạt động trở lại với yêu cầu về giãn cách xã hội đối với các nhân viên và cả khách hàng. Điều đáng sợ nhất có thể xảy ra là làn sóng COVID-19 lần thứ hai xuất hiện. Chính bởi điều này mà chúng tôi đang phải tiến hành nhiều biện pháp theo yêu cầu và cả khuyến nghị của cơ quan giám sát bảo vệ người tiêu dùng Nga để đảm bảo sức khỏe cho mọi khách hàng. Dù số các ca nhiễm COVID-19 tại Moscow đang có chiều hướng giảm xuống trong những ngày qua, thành phố này vẫn có trên 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện chính quyền thành phố đang xem xét kế hoạch mở cửa lại trường học trong tuần tới và tổ chức lại các sự kiện văn hóa thể thao với số lượng khán giả tham gia chiếm 10% công suất bình thường. Thưa quý vị và các bạn, hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19 PCR tự động với giá hơn 7,2 tỷ đồng tại tỉnh này. Kết luận của thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện ra nhiều sai phạm và đề nghị quỹ gói thầu mua máy này. Kết quả thanh tra cũng nêu rõ có vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá gói thầu tại Sở Y tế và Sở Tài chính của tỉnh Quảng Nam, dẫn đến việc tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm real-time PCR tự động chưa đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật. Và trong 3 bản báo giá của 3 công ty để Sở Y tế đề xuất và Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ xác định dự toán giá gói thầu thì có 2 bản báo giá không đúng với quy định. Về thiệt hại chưa xảy ra do hệ thống máy đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu thanh toán. Tuy nhiên, thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hủy thầu với gói thầu mua sắm. Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật về cán bộ công chức đối với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính theo đúng với quy định của pháp luật. Tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ, chương trình chính luận nghệ thuật mang tên Tự hào Việt Nam do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện đã được long trọng diễn ra. Chương trình như một lời tri ân dành tặng cho các y bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ quân đội, công an nhân dân, nơi tuyến đầu chống dịch, cũng như hàng triệu người dân Việt Nam đã đồng lòng sát cánh cùng Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 giai đoạn. Sự sát cánh, đồng lòng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã được thể hiện sinh động qua những câu chuyện của các khách mời, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Những khán giả theo dõi chương trình đã thực sự tự hào về những lần đối mặt với hiểm nguy của các y bác sĩ trong việc phòng chống dịch bệnh. Cảm động với tấm lòng sẻ chia giữa con người với con người trong gian khó, bất ngờ với sự hồi phục thần kỳ của bệnh nhân số 91. Chúng tôi đã cũng rất mừng là 68 ngày. Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi thấy được sự đoàn kết từ chính phủ cho đến nhân viên y tế, từ người dân, các lực lượng vũ trang. Và tôi nghĩ với sự đoàn kết này, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch Covid. Bản thân thì là em là hơn 100 sinh viên đã viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch, thì em cũng không ngờ là có một ngày mà Việt Nam mình đã đi được đến cái bước cái con đường ấy thành công như thế này. Thì thật ra thì em nghĩ là đây là cái thành công mà không phải là của riêng ngành y tế, cũng như không phải là của riêng ngành lực lượng chức năng, lực lượng vũ trang, mà là thành công của cả hệ thống, của cả đất nước, của toàn bộ người dân trong đất nước. Và em cũng rất xúc động khi mà xem lại những hình ảnh này. Em rất là vinh dự khi có mặt tại chương trình Tự hào Việt Nam của đài VOV. Thì qua chương trình này em cũng cảm thấy tình cảm của mọi người dành cho những lực lượng tuyến đầu như công an và quân đội của chúng em. Thì qua đó em cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và rất là ủng hộ em trong cái đợt chống dịch vừa rồi. Xuất phát từ nhu cầu sử dụng robot tăng cao do đại dịch COVID-19, một công ty khởi nghiệp về phát triển robot ở Nhật đã nắm lấy cơ hội và biến sản phẩm robot của họ thành một công cụ giúp chống lại sự lây lan của virus gây bệnh. Ugo là tên gọi của con robot vốn được công ty Mira Robotics chế tạo nhằm hỗ trợ củng cố lực lượng lao động đang ngày một thiếu hụt ở Nhật Bản do sự già hóa dân số. Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, các nhà chế tạo robot này đã nhanh chóng nắm bắt thời cuộc, cải tiến robot Ugo với những khả năng có ích cho cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch bệnh.
Ban đầu chúng tôi không định dùng, nhưng khi mọi người bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội và tránh ba yếu tố là nơi đông đúc, nơi kín và tiếp xúc gần, thì robot bắt đầu được quan tâm. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu, bởi con robot này có thể tự di chuyển và vận hành thay cho con người. Do đó chúng tôi quyết định lắp đặt cho nó bộ phận tiệt trùng, tia UVC. Tính năng mới nhất của con robot điều khiển từ xa này là cánh tay có đèn tia cực tím UV để diệt virus trên những tay nắm cửa. Sự sụt giảm dân số chưa từng có đang làm thu hẹp lực lượng lao động của Nhật Bản, hơn nửa triệu người mỗi năm, cũng như việc hạn chế đưa lao động nước ngoài vào các vị trí trống đã thúc đẩy sự phát triển robot ở Nhật Bản. Và nay, sự lây lan của đại dịch COVID-19 dẫn đến những hạn chế về tiếp xúc giữa người với người, càng làm tăng nhu cầu về sử dụng robot. Robot Ugo về cơ bản gồm hai cánh tay, có thể điều chỉnh chiều cao lắp trên phần thân đế, có bánh xe, được điều khiển từ xa bằng máy tính và tay cầm qua kết nối Wi-Fi. Một hệ thống cảm biến laser giúp Ugo đo khoảng cách và di chuyển, còn trên mặt có màn hình hiển thị đôi mắt để nó trông thân thiện hơn. Với mức giá cho thuê là $1,000 một tháng, Ugo có thể đảm nhận các công việc như nhân viên an ninh, bảo vệ, bê thiết bị nặng, cọ rửa nhà vệ sinh.